Chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Thuốc Thú Y của chúng ta. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái nguyên nhân cũng như là cái hiện tượng mà gà chết một cách là nhanh chóng, ví dụ như là vừa mới nhảy lên ổ đây xong một cái là xuống kêu gà đã chết luôn, hoặc là vừa mới ở dưới xong chạy lên ổ để chết, hoặc là những con nào mà to béo khỏe nhất là tự dưng lăn đùng ra chết sau khi mà thời tiết thay đổi, hoặc là sau một trận mưa thì tự dưng những cái con gà to đùng nhảy ra chết luôn. Chính vì hoặc là thậm chí là các bạn có để ý được một số gà từ trên ổ đẻ khi đẻ trứng xong nhảy xuống cái là chết. Thì những cái hiện tượng như vậy thì nó là do một cái bệnh mà có tên gọi đó là tụ huyết trùng, hay chúng ta thường dân gian chúng ta thường gọi đó là bệnh gà dù hay là tai gà, tức là nó chết cái hết sức là nhanh chóng. Cái bệnh này là do cái vi khuẩn là Pasteurella mutoxida gây ra. Thì những anh chị nào mà học vi thì chúng ta biết đây là cái bệnh mà gọi là bệnh do tụ huyết trùng. Thì thường thì cái loại này đấy, nó khi mà xảy ra bệnh này thì chúng ta biết là vi khuẩn nó đã thường trú và nó tồn tại trong cơ thể của con gà khi mà gặp cái điều kiện thuận lợi, ví dụ như là sức đề kháng giảm, yếu tố stress. Cho nên chính vì vậy mà khi mà chúng ta thấy cứ khi mỗi khi thời tiết thay đổi thì những con gà to khỏe nhất đàn xảy ra hiện tượng chết đầu tiên. Thì cái hiện tượng này là chúng ta biết là nó do tụ huyết trùng. Những con nào mà bị giảm sức đề kháng là chúng ta sẽ thấy nó chết trước, đúng không? Thì để mà phòng được cái bệnh như vậy thì chúng ta không cần tìm hiểu về nhiều về những cái vi khuẩn nó là như thế nào, chúng ta chỉ biết là gà đang khỏe mạnh bình thường lăn đùng ra chết thì chúng ta có thể khẳng định nó là do tụ huyết trùng, và cái vi khuẩn tụ huyết trùng này nó đã tồn tại trong cơ thể của con gà. Chính vì vậy mà để phòng bệnh thì chúng ta sẽ có hai phương pháp phòng bệnh. Thứ nhất là các anh chị phải tiêm phòng vaccine tụ huyết trùng gà. Nếu mà các anh chị không tiêm thì khi xảy ra nó thường sẽ bị xảy ra liên tục. Như anh chị mà nuôi nhiều, nuôi công nghiệp, chúng ta phải áp dụng biện pháp tiêm vaccine này một cách trên đề. Và để tiêm vào thời điểm nào thì chúng ta sẽ có một cái phác đồ tiêm phòng, tôi sẽ để đường link mô tả dưới video này cho các anh chị. Ngoài ra thì các anh chị muốn tiêm vaccine tụ huyết trùng gà thì chúng ta nên tiêm vào lúc 35 ngày tuổi, các anh chị nhé, nhớ 35 ngày tuổi. Và sau đó khoảng 1 tháng thì chúng ta nhắc lại lần thứ hai. Và đối với gà đẻ 6 tháng chúng ta tái tiêm chủng lại một lần nữa. Bởi vì tuy nhiên cái mặt trái của cái vaccine này nó chỉ có hiệu quả từ 75 đến 80% thôi. Cho nên là trong một đàn gà của chúng ta nếu mà nuôi số lượng nhiều thì cái hiệu quả nó vẫn phát sinh cái bệnh tụ huyết trùng. Chính vì vậy mà chúng ta phải có cái biện pháp phòng bệnh thứ hai. Ngoài cái biện pháp đầu tiên là chúng ta phòng bệnh bằng vaccine. Các anh chị nhé. Biện pháp thứ hai là chúng ta phòng bệnh bằng kháng sinh. Thì để mà phòng bệnh bằng kháng sinh được thì chúng ta biết phải lên kiểm tra xem là tụ huyết trùng vi khuẩn Pasteurella mutoxida nó mẫn cảm với loại kháng sinh nào nhất, chúng ta phòng sẽ có hiệu quả cao nhất đối với chúng nếu mà những trang trại có điều kiện, còn không thì chúng ta sẽ dùng cái kháng sinh mà có phổ rộng, chúng ta trộn vào thức ăn hoặc pha vào nước uống để cho gà uống để loại cái vi khuẩn ra khỏi đàn gà. Thì chúng ta thường dùng những cái loại kháng sinh như vậy, như là Docid-4 1g trên 10kg thể trọng, hoặc là 1g các bạn pha với 1 lít nước, hoặc 1g cho 0,5kg thức ăn, chúng ta trộn lẫn với nhau, chúng ta cho gà chúng ta ăn. Hoặc là chúng ta dùng Zetatilo 1g cũng 5kg thể trọng để chúng ta trộn với thức ăn, chúng ta đảm bảo cho khi mà gà của chúng ta ăn vào, ăn cùng thức ăn cùng kháng sinh, nó sẽ loại thải những cái vi khuẩn Pasteurella mutoxida này ra khỏi cơ thể gà, chúng ta không xảy ra cái hiện tượng là chết đột ngột của đàn gà nữa. Bởi vì khi mà các anh chị biết là khi chúng ta tiêm phòng vaccine thì cái hiệu quả của vaccine cũng chỉ khoảng 80% thôi, thì vẫn còn 20% còn sót lại. Đối với những anh chị mà nuôi 1-2 con thì không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà đối với chúng ta nuôi 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, con số càng nhiều lên thì cái tỷ lệ 20% này rất chi là nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn phải phòng bệnh, ngoài việc phòng bệnh bằng vaccine, chúng ta vẫn phải phòng bệnh bằng xin lỗi anh chị, ngoài việc mà phòng bệnh bằng vaccine thì chúng ta vẫn phải phòng bệnh bằng kháng sinh để giúp cho cái hiệu quả kinh tế của chúng ta nó đạt hiệu quả cao. Thì chúng ta có hai cái loại thuốc là Docid-4 hoặc là Zetatilo chúng ta trộn. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái biện pháp là chúng ta phải chăm sóc, thì khi mà thời tiết thay đổi thì cái bệnh này nó sẽ xảy ra, đúng không? Do yếu tố stress mà. Chính vì vậy mà khi thời tiết thay đổi thì chúng ta nên là phòng bệnh bằng cách là cho kháng sinh vào, tăng điện giải vào, bổ sung điện giải vào thức ăn hoặc nước uống để cho gà chúng ta, đàn gà chúng ta không bị yếu tố stress. Hoặc là nhất là khi chúng ta đàn gà chúng ta lớn hoặc khó bị, chúng ta vận chuyển từ chuồng lọ sang chuồng kia, hoặc chúng ta vận chuyển từ khu lọ sang khu kia thì gây ra yếu tố stress và cái bệnh này dễ xảy ra. Đấy.
và chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên nhốt gà quá đầy, tức là chuồng chúng ta nhốt vừa phải thôi. Chuồng gà của chúng ta lại cần thông thoáng này, tránh ngập nước và mưa tạt gió lùa, tránh yếu tố stress khi đàn gà vào. Và chúng ta đặc biệt quan trọng là chúng ta tiêm đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ví dụ như liễu cốt sơn, gumboro và cúm gia cầm đối với gia cầm đàn gà của chúng ta. Chúng ta sẽ có những cái biện pháp phòng bệnh cực kỳ là tốt. Và định kỳ, cái quan trọng nữa là chúng ta nên định kỳ sát trùng chuồng trại, và thường là ít nhất là chúng ta nên làm là một tuần trên một lần. Đây là tất cả những cái quy trình mà chúng ta giúp chúng ta khống chế phòng được bệnh tụ huyết trùng. Đầu tiên chúng ta biết tụ huyết trùng là do vi khuẩn Pasteurella mutoxida gây ra. Bệnh này gây ra gà chết rất là nhanh, những con nào mà to khỏe chất đàn nó hay chết, đúng không? Yếu tố này xảy ra khi mà yếu tố thời tiết thay đổi do stress. Để phòng được bệnh này thì chúng ta nên tóm lại là có hai phương pháp phòng. Một là chúng ta phòng bằng vaccine. Thì vaccine thì chúng ta nên tiêm tầm 35 ngày tuổi là cái khuyến cáo của chúng tôi. Cái thứ hai là các bạn nên tiêm nhắc lại 2 tháng một lần. Đối với gà đẻ thì chúng ta nên tiêm là 6 tháng chúng ta chụp lại tái trùng. Và cái mặt hạn chế của cái phương pháp vaccine này là nó chỉ được khoảng 80%, còn 20% còn lại là chúng ta vẫn phải bổ sung và bằng kháng sinh để chúng ta phòng bệnh. Phòng bệnh bằng kháng sinh thì chúng ta có mấy cái loại kháng sinh mà tôi đề nghị các bạn có thể tham khảo, đó là Zetatilo hoặc Oxifor. Cái thứ hai là chúng ta phải chăm sóc, chăm sóc để tránh tạo ra những yếu tố stress cho đàn gà, bổ sung vitamin, điện giải để cho gà của chúng ta, đàn gà chúng ta có tăng cường sức đề kháng, tránh những yếu tố bệnh tật. Và quan trọng nhất là chúng ta phải tiêm đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm và chúng ta được hiệu quả như là dịch tả, gumboro hoặc cúm gia cầm. Chúc bạn có một đàn gà thành công và cuộc sống mạnh khỏe, đặc biệt là nền kinh tế của chúng ta càng ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip sau.